Ai bảo cuộc sống bận rộn, không am hiểu kỹ thuật thì không chơi được cây cảnh. Chậu Composite Amber Aqua Plus chăm sóc cây siêu nhàn bằng hệ thống tưới nước hẹn giờ tự động, không cần nguồn nước, không cần nguồn điện. Chậu Composite Amber Aqua Plus được chia làm 2 ngăn, ngăn trên chứa giá thể trồng cây, ngăn dưới chứa nước dinh dưỡng cho người dùng chăm vào. Tùy theo mỗi loại cây, Amber sẽ cài đặt sẵn lịch tưới phù hợp. Khi đến giờ tưới, màn hình máy sẽ sáng và tự động hút nước từ đáy lên và tưới xung quanh gốc cây. Nước sẽ thấm dần qua lớp giá thể, nước dư sẽ chảy lại vào khoang chứa nước. Bạn có thể dùng pin hoặc cắm điện cho máy. Định kỳ 2 tháng, bạn chỉ cần châm thêm nước và dinh dưỡng vào chậu. Tưới đúng vị trí, đúng lượng nước, tiết kiệm hơn 70% nước so với cách tưới truyền thống. Không cần tự tay tưới, không cần am hiểu kỹ thuật, không tốn thời gian chăm sóc, không tốn chi phí thuê người chăm cây hàng tuần, vẫn sở hữu chậu cây đẹp, tươi xanh 4 mùa. Nước không chảy ra sàn, giúp nhà bạn luôn sạch đẹp khô ráo. Amber, sống cùng thiên nhiên.